Thì tôi nghĩ cái này cũng có thể là tối đa là 2 tiết
cái gì đó. Chứ còn cái này nếu không báo thì giáo viên người ta thao giảng nhiều tiếp mà không cầm người ta cũng không được, mà cộng quá thì cái này câu chuyện nó cũng không có rõ đáng. Rồi tiếp theo là cái phần 3.7, hiệu quả giảng dạy. Tỷ lệ điểm trung bình giữa 110% đến 50% đó là như vậy, nhưng mà để là tổng 2 điểm, nhưng mà cái này còn 2 điểm vào cái thời điểm nào, tức là vào tháng 5, tháng cuối hay là vào điểm trung bình của cả năm, thì cái này phải rõ hơn chút xíu cái này ha. Tại vì cái dược này thì tới tháng 5 mới có được, như vậy thì cộng vào ngay tháng 5 thôi hay là cộng vào điểm trung bình của cả năm luôn, thì cái này phải nói rõ. Về cái chỗ là điểm thưởng, giáo viên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động câu lạc bộ bộ môn cộng 1 điểm cho một lần hoạt động, thì cái này mình có xem lại hay không, tại vì cái này so sánh với cái tỷ lệ bộ môn đó mà cả năm người ta là được từ 10-50% mà cộng có 0.1 thôi, cộng có 1 điểm thôi, mà nên tổ chức một lần cho một câu lạc bộ là có 1 điểm rồi. Như vậy thì cái này chúng ta thấy nó có cao quá không, thì cái này có thể là một cái câu lạc bộ như thế, hoặc là có thể chúng ta diễn ra hàng tháng hoặc là thậm chí trong tháng có thể về hoạt động, thì cái đây cân đo này một cân đo này cái đèn tí để cho nó cân bằng như thế kia thôi, chứ không có gì. Nếu mà cái này năng như vậy thì cái kia cũng tăng theo, nó hài hòa hơn. Theo em là có bao nhiêu thì nó phù hợp với đề xuất luôn. Dạ, cái này thì tôi có nghĩ là đề xuất, thì nếu mà theo cái câu lạc bộ thì mỗi lần cái cũng giống như phòng trào cấp trường, thì như vậy thì cộng 0.1 hoặc 0.2 vậy thôi, nó cũng tương đương với các trường. Cộng 0.1, 0.2 à? Đề nghị có thể loại đó. Rồi cái chỗ mà vận động 100% chứ phần 7.3 thì thôi, 7.3 vận động 100% học sinh chủ nhiệm lớp chủ nhiệm tham gia thi như thế á, nếu không đạt trừ 0.2 điểm và điểm trung bình của năm, thì tôi nghĩ cái này nó hơi nặng. Điểm trung bình của năm là trừ 0.2 thì nó hơi nặng, tại vì bởi vì thế là phải bắt buộc rồi. Bắt buộc thì cái trách nhiệm về toàn xã hội, bây giờ em nó không tham gia thì cái đó có thể là nó liên quan tới cái vấn đề là địa phương luôn á, thì cái này nó bắt buộc. Như vậy thì giáo viên chủ nhiệm giả sử người ta làm hết cách, nhưng mà do học sinh này nó cố tình nó không tham gia, thì cái này không phải là trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm mà không vận động, nhưng mà cái không tham gia vì lý do gì lại của em đó, nhưng mà cái này là nó đã bị bắt buộc rồi mà chép cái này cho chủ nhiệm, thì tôi nghĩ cái này giống như nó hơi bắt buộc áp đặt cho giáo viên chủ nhiệm, thì cái này xem lại ha, có nên trừ hay không. Cái đó nếu mà trừ như thế nào, cái trừ cả năm mà cái đó là nó hơi nặng đó, tại vì cái này là mình thấy là cái trách nhiệm này là bắt buộc, mà các cô bắt buộc cái trách nhiệm của các trường chuyên viên chủ nhiệm thì đương nhiên trực tiếp rồi, nhưng mà bây giờ giả sử như có học sinh nó không tham gia thì cái gia đình đó nó không có tiền hay gì nó không tham gia thì như vậy thì cũng buộc trừ cái chuyên viên, thì cái này cũng nghĩ là không hợp lý. Rồi cái phần 7.4.2 cái điểm trừ đó, học lực mà dưới 50% thì 0.1 điểm trên 1%, hạnh kiểm là trừ 1 điểm trên 1 học sinh, thì cái này mình trừ vào cái thời điểm nào, là vào tháng cuối cùng tháng 5 cộng Tết hay là trừ vào điểm trung bình, thì cái này cũng nên nói rõ cho nên mốt ở chỗ này, ở cái nhập nhằn chỗ này. Rồi cái chỗ mà duy trì sĩ số cũng vậy, cái điểm trừ đó là điểm trừ, nếu mà có giảm sĩ số thì ngay cái tháng giảm trừ hay là trừ đều cho cả năm luôn hay là trừ đến cuối năm. Cái lớp phong trào, lớp tham gia phong trào mà đạt giải nhất cộng đoàn, như nghe cái chỗ cộng đó thì cái giải nhất cộng đoàn này là tức là những cái phong trào mà do trường mình tổng kết thì nó có cộng đoàn, như cái đợt này họ phải phụ động đó. Có một số lớp là có học sinh tham gia, có một số lớp là không có học sinh tham gia, rồi có lớp có giải, có lớp không có giải thì tính tổng đoàn tính sao? Thì như có một số lớp các em nó đạt giải rất là cao nhưng mà nó đâu có tính tổng đoàn cho nó được, thì cái này có cộng được hay không? Nhiều như đợt này có nhiều lớp nó tham gia theo hoạt động cho các thành phố đó, thì nó có điểm, như vậy thì cái này cái tính tổng đoàn nó không có, thì cái đó có được cộng hay không? Người lớp đạt danh hiệu văn hóa xuất sắc cộng 1 điểm cho một lớp vào tháng được
và khác được công nhận thì cái này tôi nghĩ nó không hợp lý. Tại vì cái vấn đề cái lớp mà đặt vô cái chi phí cái này nó là kết quả của một quá trình từng tháng và cả một năm như thế, thì là một cái danh hiệu rất là xứng đáng. Là đây là nhưng mà mình chỉ cộng vào cái tháng cuối thì tôi thấy cái này nó nếu mà cái điểm này á mà mình để là cả vào tháng được công nhận thì có thể mình chỉ điều điểm này ra mình cộng ví dụ như 1 triệu thì cuối năm mình cộng 0.1 hoặc là 0.2 thì cho cả năm thì thấy nó mới đánh giá được cái giá trị của nó. Chứ còn nếu mà cộng ngay cái tháng được công nhận thôi thì cả những cái quá trình tháng những tháng trước thì đã có phấn đấu thì mình cộng vào tháng cuối thì tôi nghĩ cái này nó không có nó chưa được hài hòa. Thí dụ thay vì 1 điểm cuối năm thì mình có thể là 0.1 ở chúng ta 1 điểm cái tháng đó thì mình đã đổi lại là 0.1 điểm cuối năm hoặc tháng hai thì cái này nó mang cái tính là nó đúng hơn cái quá trình phấn đấu. Thế thì 1 tháng thì nó không có hợp lý cái quá trình. Rồi tôi thấy cái này là hạn mức này, cái chỗ này là tôi xin ý kiến là cái chỗ 7, 5, 2 sổ đầu bài, sổ đầu bài nộp trễ theo quy định trừ 0.5 điểm cho một lần một buổi như thế. Thì cái này là nó thật chứ là những thầy cô chủ nhiệm người ta sẽ rất là băn khoăn cái chuyện này. Tôi thấy là nó nặng quá nè. Thì cái này nộp trễ sổ đầu bài hàng buổi thì có thể có nhiều cái lý do, nhiều cái cách thức đó là nó trễ quá, học hoặc là học sinh nó trách nhiệm theo là nó quên nhưng mà nó không có hiệu gây hậu quả. Không sao đó, đến giờ có thì mà mình trừ một lần như thế là thấy 0.5 điểm thì so với các cái khác mình nặng đi lắm luôn. Cái này tôi thấy là 0.5 điểm mà mình điểm một buổi như thế là đương nhiên là nặng lắm. Số đầu bài chứ không phải là nào các em mà tôi cho mình tiền ra mà đó. Cái đó thì tôi có thể chấp nhận, chứ còn nếu hàng buổi mà các em mà số đầu bài không kịp thì trừ cái này là nó nặng lắm. Thì nếu mà vậy thì các bạn đó tôi không có ý kiến. Dạ thì cũng mới phát hiện được một số ý kiến cũng xin đóng góp với hội nghị xin hát xin cảm ơn. Rồi xin trân trọng cảm ơn thầy Lợi. Tiếp tục đưa mời ý kiến của khách và thầy Hùng đã. Một vài ý kiến. Tổng quy chế làm việc cái chỗ điều 13, tổ dân phòng, gồm giao thư, kế toán và thư viện gì đó, tổ quy chế làm việc của mình đó. Nhưng theo thông tư 32/2015 thì trong phòng không có giao thư nha, ít không có thư viện. Thư viện thuộc điều 14 của thuộc tổ chuyên môn, cái này sửa lại nha. Rồi, một cái nữa là cái chỗ chấm điểm thi đua, chỗ cái chỗ 17.4 thuộc của nhân viên bảo vệ á, cho em hỏi cái vấn đề này. Nếu xảy ra mất an ninh trật tự là 2 điểm, cái này có thể nói rõ hơn không? Em ví dụ như học sinh nó đánh nhau chứ mà trên này không biết từ gọi là mất an ninh trật tự gì thì trừ chú bảo vệ thì nó không hợp lý. Còn an ninh trật tự thì phải nói như thế nào cho nó rõ hơn để khi trừ điểm nó cũng dễ. Rồi không báo cáo lãnh đạo với công an mất trật tự kéo dài là trừ 5 điểm. Cái số điểm trừ của chú bảo vệ đó, nó cao, cái số điểm tặng rất là nhiều cho nên là ông hội đồng có thể coi là xin phép mình em. Rồi cái điều 18.3 của nhân viên tạm trụ vệ sinh các khu nhà vệ sinh học sinh và các bộ công viên chức, mình đã thực hiện nghị quyết 09 là đã đóng tiền vệ sinh học sinh thì tạm trụ không vệ sinh khu nhà vệ sinh nữa. Cái này yêu cầu xin xét lại bỏ bao nhiêu em? Không làm vệ sinh của khu học sinh hay là không làm vệ sinh của khu giáo viên của em? Không, tại vì cái 18.3 để là vệ sinh các khu nhà vệ sinh của học sinh và các bộ giáo viên thì em đồng ý. Còn của học sinh thì đã... Của học sinh đúng không? Đúng rồi. Một ý kiến nữa là theo thông tư 58 trước đó thì nhân viên thì không có được nghỉ hè. Nhưng mà theo thông tư 32 nhân viên được nghỉ hè, nhưng mà trên cơ sở nhân viên là làm việc hành chính cho nên là cái số nghỉ hè đó nó
thì người lao động mỗi năm được nghỉ 12 ngày là theo quy định một điều 113 ngày nghỉ hàng năm theo khoản A. Còn nếu như làm việc từ đủ 5 năm trở lên, người lao động được cũng tương ứng một ngày làm việc kỳ nghỉ nữa theo điều 114 ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên và làm việc. Nếu như người lao động mà không có nghỉ thì cái này là người sử dụng lao động phải có trách nhiệm quy định ngày nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động, thông báo trước cho người lao động. Có nghĩa là lãnh đạo hoặc là nhà trường phải sắp xếp lịch nghỉ hàng năm theo quy định của Bộ luật Lao động. Rồi một phần nữa là nếu như em xin ý kiến là cái chỗ mà ngày nghỉ của giáo viên ở lần trước có ngày nghỉ mà trừ một buổi trừ quán không phép một điểm trên một buổi và quán có phép 0,5 trên một buổi. Cái này em xin ý kiến là ví dụ như bây giờ là giáo viên theo bộ luật lao động là 12 ngày nghỉ trên một năm, nếu như giáo viên nghỉ có phép được trừ vào khoảng đó hay không, nếu như trừ hết ngày nghỉ người ta mới được tính là trừ điểm. Tại vì ngoài những điều kiện mà khoản nghỉ của điều 115 là nghỉ việc riêng không nghỉ mức lương, cái đó theo điều 115 thì không thể trừ cho nhân viên đó. Ví dụ như là kết hôn con đẻ hoặc là cha đẻ mẹ đẻ nó gì đó, cái đó thì không trừ điểm. Nhưng mà ngoài những việc đó, em ví dụ như hàng ngày ví dụ như có việc cận gia đình gì đó người ta nghỉ thì ví dụ như có phép có được tính vào ngày nghỉ hàng năm, khi được nghỉ hết ngày nghỉ hàng năm mới được tính cho người ta bị trừ điểm hay không. Còn nếu như không được thì nhà trường phải bố trí lịch cho nghỉ người ta đủ ngày phép 5 năm liên tục. Nếu mà sử dụng lao động thì phải thêm một ngày. Em có một vài ý kiến như thế. Cảm ơn cô Tiết, mời chỗ thầy Vũ. Tại vì năm rồi có chủ nhiệm thì khi mà liệt kê nhà lớp học tập nhà thì cô môn ký bổ sung đó, thì cuối cùng trên tới giờ đọc sổ bài cho bán nhiệm của giáo viên bộ môn vẫn không bổ sung. Tại sau đó ban giám hiệu mới nhà giáo viên bộ môn bổ sung. Thành ra chúng ta nên bổ sung cái chỗ này, thầy cô giáo viên bộ môn mà không ký sổ bài đúng thì chúng ta cũng nên trừ giáo viên của giáo viên chủ nhiệm. Nội dung 3.3 thì em xin có ý kiến cái này. Thầy cho chúng ta từ đầu năm chúng ta đã năm nay chúng ta không có thời gian thì thôi cái chỗ này chúng ta nghiên cứu lại, chúng ta có nên bỏ cái chỗ này không, và chúng ta thay bằng cái việc khác là chúng ta dạy có sử dụng STEM theo định hướng mới của bộ dục thì được cộng điểm hôm nay. Còn nếu không thì chúng ta không cộng không chữ này. Ví dụ như mình có dạy mà STEM thì mình cộng thêm, còn không có thì thôi. Thì cô không có phải chịu bị trừ điểm chỗ này. Mình xin cắt lời chút xíu cho thầy Vũ thầy anh trao đổi với thầy chút xíu rồi có ý kiến tiếp với thầy. Tại vì nãy giờ thấy các đồng chí có ý kiến chỗ hai cái nội dung là sao vậy ạ? Cho nên thấy nó làm lại rồi nhưng mà thấy thầy cô hiểu như đúng chỗ này. Thì để nói cho rõ là không phải thao giảng là bỏ, nhưng mà trong năm nay là hướng dẫn và thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học giáo dục thường xuyên là hiệu trưởng cơ sở giáo dục không quy định bắt buộc tổ bộ môn giáo viên phải đăng ký dự giờ không vậy, không bắt buộc số, mình có thể cô lưu ý nè, không bắt buộc đăng ký số tiết dự giờ không vậy. Trước đây á là chúng ta mặc định một tháng một học kỳ là bộ giáo viên tổ chuyên môn là mỗi thầy cô tham giảng một lần dự giờ hai tiết một tháng. Bây giờ là không bắt buộc quy định số tiết, còn số tiết dự giờ thao giảng là do tổ chuyên môn vẫn thực hiện trên cơ sở dự giờ thao giảng để
xây dựng bài dạy chứ không phải là họa. Cho nên thầy cô hiểu cho đúng cái này, tùy theo cái kế hoạch của mình, của tổ chức của mình nghe anh ha, của thầy cô ha, thì chúng ta có quyền xây dựng làm kỳ này có mấy tiết dự giờ tham giảng theo kế hoạch xây dựng nội dung bài dạy thì chúng ta tổ chức chứ không có quy định như trước đây, chứ không phải là bỏ nhiều giờ thôi vậy, hiểu không? Khác hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Các anh thầy cô chút xíu thầy cô không hiểu là mình có ý kiến chỗ này nữa nó mất thời gian. Rồi các cô tiếp. Là phải tỷ lệ bộ môn
có một đánh giá giỏi, là bây giờ cũng sẽ đánh giá giỏi, xuất sắc. Thì có quy ra là cái gì? Ở đây không có quy định cho nên thì khó là cái gì? Tình là đang đi đùa à? Cái ba không biết ai giữ anh trai không giữ anh coi vậy ba đã có nghe thấy là báo cáo về cái tình hình anh trai nhân dân của anh bắt đầu nha. Đây, cảm ơn cô, tôi là xin mời quý vị cô khác. Thưa đại chủ tịch, kính thưa đại hội nghị, nay tôi xin ý kiến là bên chi tiêu nội bộ ở điều 8 và cái mục nhỏ thứ tư. Phần chi tiêu nội bộ là các chi phí khác cho học sinh, thí sinh, vận động viên, cán bộ, viên chức tham dự các kỳ thi hội thao, hội thi các thành phố, các tỉnh, các khu vực, các toàn quốc. Thì ở trong đây thì em có đề nghị là bổ sung, xem xét bổ sung thêm là chi tiền tập luyện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đội tuyển tập luyện hội thao các tỉnh. Vì khi hàng năm thì đội tuyển tham gia hội thao tỉnh đó, có đội bóng chuyền hơi của nữ, bóng chuyền của nam hoặc là đội cầu lông gì đó, là hầu như anh em tập luyện là không có cái chi tiền tập luyện. Thì em cũng mạnh dạn đề xuất là có thể đội chủ tịch xem xét thêm bổ sung thêm là định mức là 5 ngày và mỗi ngày tập luyện là 60.000, cũng bằng với mức tập luyện của học sinh. Tại vì học sinh có tập luyện những nội dung tập luyện tham gia đội tuyển này thì hầu như là em đều có cái chi cho tiền tập luyện hết, nhưng mà khi công nhân viên tham gia thì không có phần này. Thì khi nghe mấy em cũng than phiền tập luyện mà không có nước nào gì hết nên cũng hơi buồn. Nói ra đây là phải so sánh với học sinh gì, nhưng mà này cũng xin bổ sung thêm thôi. Dạ em xin hết. Cảm ơn thầy Tâm. Bài ý kiến của quý vị không ạ? Bài này thầy Xin à, thầy Úc trước hả? Bà thầy Úc, bà thầy Úc ai cần biết trước? Dạ thưa thầy, ngày em kính thưa quý vị cô, thì em xin có một vài cái ý kiến này cũng hơi nhiều nhưng phải một vài. Cái thứ nhất là cái chi tiêu nội bộ. Hiện tại cái điều 6, cái khoản chính này chi trợ cấp Tết thì cái chỗ cái năm nay là năm Giáp Thìn thấy chưa có sửa lại còn năm cũ. Và cái mức chi 500 ngàn thì em thấy cái này nó có cái nguồn ổn định. Nhưng mà được cái thì em thấy 500 này nó cũng nhiều năm rồi, có thể nâng lên được hay không? Rồi cái điều số 15 của chi tiêu nội bộ thì cái chỗ chi hỗ trợ đó. Thì cái này em thấy có chi cho các cái tổ chức bên chính quyền, bên công đoàn, nhưng mà đoàn thanh niên thì nhiều năm qua không có được trợ cấp gì cả, thì em kiến nghị có thể thêm vô trong cái chỗ đại biểu ở đại hội đại biểu đoàn thanh niên thì em chỉ xin trợ cấp cái băng gôn với tiền nước uống hơn được hay không ở cái điều số 15. Còn cái chỗ quy chế mà nâng lương trước hạn thì em thấy có một cái điểm này. Tất cả những cái vấn đề thì em không nói rồi, nhưng mà chọn cái điều 4, cái ưu tiên mà sẽ nâng lương trước hạn thì em xin kiến nghị là để cho cái mục số 9, cái khoản 9 nó lên thế chỗ cái khoản số 4. Cái khoản 9 là viên chức và người lao động có nhiều đóng góp đối với nhà trường và các đoàn thể. Nhưng cái này đưa xuống cuối cùng thì em thấy nhiều năm qua có rất là nhiều anh em có những cái công việc mà không tên không tuổi, thì khi mà
ưu tiên như thế này để thấy xuống tới cuối cùng để thấy cũng hơi thiệt thòi. Cái thầy thì thứ mấy? Dạ, xin đổi lên chỗ số 4. Đổi thứ tự ưu tiên từ 9 lên 4 đúng không? Dạ. Còn một cái em đi kiếm là cái chỗ đó, cái quyết nghị là đối với các cái đoàn thể thì thi đua thì em xin đến trước là cái chỗ đoàn thanh niên thì bây giờ giao như vậy thành đoàn quản lý thì người ta chỉ xét là đoàn cơ sở vững mạnh thôi, không có xếp loại là hoàn thành chức trách nhiệm vụ, nên em xin đến trước là chỗ cái câu từ đó là đoàn cơ sở vững mạnh. Còn trong cái bộ tiêu chí mà thi đua cá nhân thì em có một số ý, thứ nhất là chỗ cái một số 7 chấm 4 là kết quả của hệ quả giáo dục, là em thấy để đây là lớp hạng cuối mà không đạt điểm chuẩn thì trừ 0,2 điểm đối với thi đua chặt, thì em đề xuất cái này là nếu mà thi đua cuối thì trừ luôn 0,2 chứ không nhất thiết là phải đạt hay không đạt, thì cái này là chỉ khuyến khích cái tinh thần thi đua thôi, nhưng mà đã thi đua cuối thì nên cảm thấy mình cũng bị khuyết điểm nên trừ 0,2 thấy cũng hợp lý. Mà bỏ cái từ là không đạt điểm chuẩn, nếu cuối là điểm chuẩn 0,2. Cái chỗ cái mục 12 là đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác văn nghệ thì em xin ý kiến cái chỗ điều chỉnh cái câu từ cái mục 12.1 thì em xin điều chỉnh lại cái chỗ cái từ là tham mưu với ban giám hiệu về việc thực hiện kế hoạch văn nghệ của nhà trường trong các cái hội thi hội diễn do ngành tổ chức, thì em xin đổi cái từ ngành lại thành cái từ các cấp. Còn cái chỗ cái mục 12.2 thì em xin bổ sung thêm một cái từ nữa, đó là em đề nghị bổ sung là chuẩn bị tốt các cái tiết mục văn nghệ phục vụ cho các cái ngày lễ ngày hội thì xin chữ tốt vào. Và còn một cái ý cuối cùng em xin đóng góp là cái chỗ trước cái mục điểm trừ là cái mục 4 La Mã là có cái phục vụ lễ, phục vụ các tiết các cái lễ hỗ trợ ban lao động, đây có ghi là cộng 0,2 điểm trên một tháng và do tổ trưởng quyết định. Vậy thì cái chỗ mà tổ chức các cái ví dụ như là lễ khai giảng, lễ chi ân trưởng thành và các cái ngày lễ khác thì cái tổ trưởng này là ai, em thấy chưa có rõ ràng lắm. Dạ, có cái nhiều ý kiến xin đóng góp vào đây. Cảm ơn quý thầy cô đã lắng nghe. Cảm ơn thầy Úc và thầy Chiêm. Kính thưa thầy, thì tôi có một số ý kiến tổ cha đội bộ tổ 119 giáo viên kiêm nhiệm phòng không nghèo tên phòng lắm, thì tôi đồng ý với từ 19.1 đến 19.4 đó là quản lý hồ sơ sổ sách là lên là giáo viên hỗ trợ kỹ thuật về báo cáo. Tuy nhiên thì khi mà quản lý phòng công nghệ thông tin phòng lắm thì mình phải vệ sinh và sửa chữa để cài đặt, nói chung là hàng tháng hoặc hàng quý mình cũng phải là tháo máy ra, mình vệ sinh tất cả các máy là rất là cực. Và cái thứ hai nữa là quản lý đất mắt, thì trong suốt quá trình đó thì mình nên là có cái điểm cộng ở hai cái mục này. Thì ngoài cái việc nhưng mà mình từ 19.1 đến tới 19.4 á là mình phải làm, đó là mình phải mở để cho giáo viên đăng ký lên là mình làm tất cả các mục đó, sau đó là mình lấy là cài đặt sửa chữa để nó đồng hoàn. Theo này thì cộng điểm nó cộng sao thì thành tích đâu? Các cái lúc này thì giải pháp á. Em thì theo em thì cộng phải một tháng, tại vì tháng nào là mình cũng phải là cài đặt. Cộng sao với cộng hàng tháng thì khác, cộng bao nhiêu tiền? Đó là tiền nhậu. Thầy theo thầy đang thì cũng cắt đó, bao nhiêu thì thầy lấy hai quả. Còn bây giờ thầy chốt đầy con chó, chó biết sao chó. Mình bỏ công ra làm như vậy thì thấy chưa phù hợp. Nó đề xuất cộng như đề xuất bao nhiêu là phù hợp. Ta cái thảo động sao mới coi được, ta xem chép được. Nếu em đề xuất thì sẽ 1 điểm rồi. 1 điểm trên 1 tháng. Đúng không? Cho nên thầy đề xuất cộng như 1 điểm cho 1 tháng đó. Chứ là thầy chốt thì cộng này. Đúng không? Thì bây giờ thầy cũng phải nói vậy. Ta phải xem chép mới biết được chứ còn. Dạ, xin chào. Cộng 1 điểm cho 1 tháng nó hoàn thành tốt nội dung phụ trách công nghệ thông tin phòng lắm đấy cầu lòng như thế này.
đến cái hội nghị. Thưa thầy cô, tôi xin có vài ý kiến này. Vì trong các ý kiến mà tôi gửi để bảo, tôi thấy có một số cái chưa có đúng trong cái tiêu chí này. Tiêu chuẩn luôn. Cái điều cái ý kiến mới là cùng với chỗ bổ sung thêm ý kiến chỗ đề tâm, thì tương tự như chỗ đề tâm thì bên đây cái ban văn nghệ có thường là coi những cái buổi tập các tiết mục cho học sinh thì nó diễn ra cũng lâu, mà mỗi lần gì là gần gần như là nó riêng với chỗ cái toán để mà ghép cái phần hỗ trợ học sinh uống nước này kia đó, chờ một cái bản gì đó mà nó không có chính thức, thì cũng xin là đưa cái nội dung chi này vào một cái chính thức vào trong cái quy chế chuyên bộ luôn, để tới lúc mà mỗi lần văn nghệ là có lễ đọc gì đó thì cái toán mặc định sẽ giải quyết luôn, chứ không cần phải đi thế chị là cái chế độ luyện tập của văn nghệ giống như của thể thao, đúng không? Dạ, đúng không? 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 Đúng của 3.5 của cái phần tiêu chí, bên cái phần tiêu chí thi đua cá nhân ha. Phần 2 là mã tiêu chí cho từng đối tượng. Phần 3 nhỏ là giáo viên. Phần 3.5 của phần 3 nhỏ đó là không thực hiện thí nghiệm thực hành. Thì trừ 1.1 tiết thì cái này tôi cũng không có biết rồi, mà tôi thấy chưa có chỉnh, nó chỉ còn để là không hợp lý. Tôi thấy không hợp lý, đây là cái việc vi phạm cho cái dạng là cắt xén chương trình. Nó là nó thuộc dạng là không chấp hành tốt quy định của nhà nước, của ngành này. Mà trừ điểm, đưa vô đây trừ điểm thì thấy nó không hợp lý. Hay sao? Mời một hồi tôi xin có cái giải trình. Thì chị đề xuất là sao? Dạ. Nghĩa là cái phần này là có phải là kỷ luật không hay là... Thì đề xuất. Là kỷ luật chứ nó thuộc dạng cắt xén chương trình rồi là gì thì nó không hợp lý. Dạ. Kỷ luật không? Dạ. Kỷ luật thì chỉ có kỷ luật. Phải đưa ra giải pháp. Nó tương tự với cái phần đó, là cái phần tương tự với cái phần mà vi phạm cái quy chế đó là dạy thực hành mà không dạy á, thì nó tương đương với cái chỗ là không nhớ một bài tôi giờ tôi kiếm đó nha, là dạy vi phạm dạy thêm học thêm là trừ điểm, thì tôi thấy nó cũng không hợp lý luôn. Cái phần này nó là 4 là mã hả, nó là thuộc dạng nó nằm ở trong cái phần điểm trừ 4 là mã vi phạm về dạy thêm học thêm trừ 5 điểm một lần kiểm tra khi phát hiện, 3 lần trở lên chính là tôi xử lý phù hợp. Thì cái phần này cũng thuộc cái dạng là không chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước, thì tôi thấy cái điều này là vi phạm này là nó giống như cái một la mã trong cái phần tiêu chí này, và nó là kỷ luật chứ điều điểm tôi thấy nó không hợp lý lắm. Có phải không, nó có theo quy định gì không, thì bây giờ cái chỗ của thầy giải trình lên tôi đề xuất, nhưng mà nó không có quy định thì cũng không được. Dạ, đề xuất nhưng mà không có quy định thì cũng không được. Dạ, để viên tôi thì tôi thấy như vậy. Rồi còn cái nội dung nữa, về cái phần mà đề nếp học sinh, xin phép giáo viên chủ nhiệm định nhận nha. Về đề nếp học sinh của lớp chủ nhiệm thì tôi thấy cũng nhiều năm qua đó là có một số, dạ, nói chứ giáo viên chủ nhiệm định nhận tôi nha. Một mấy cô ơi. Mà có học sinh vi phạm, và vi phạm những cái vi phạm mà dạy quy chế. Dạ, 17.2 của phần đề nếp học sinh. 7.2 của phần giáo viên chủ nhiệm thì phải. 7.2 trong cái phần 2 la mã tiêu chí cho từng nội dung thì 7.2 là nó thuộc của giáo viên chủ nhiệm này. Thì này nếu như mà ở trong đây là để làm xử lý nếu như một số trường hợp mà học sinh nó vi phạm, mà tôi thấy những cái vi phạm này nó không có phải khó khăn mà nó cứ vi phạm là đồng phục nè, mặc đồ không đồng phục nè, mặc đồ ăn dép lê nè, hoặc là đi trễ nè, mà nó cứ vi phạm hoài từ đầu năm đến cuối năm, mà những vi phạm này làm sao mình có biện pháp để mà xử lý cho dứt điểm trong một vài tháng đầu của năm học, chứ mà nó kéo dài đến cuối năm vẫn có học sinh vi phạm, thì tôi thấy cái này nó không hợp lý. Như vậy thì mình có một cái biện pháp xử lý nào đó, nếu như ghép vào cái việc mà trừ điểm cho giáo viên chủ nhiệm thì nó cũng tội nghiệp giáo viên chủ nhiệm, nhưng mà cái này phối hợp với ban giám hiệu, đoàn thanh niên và giáo viên chủ nhiệm làm sao mà xử lý cho nó triệt để.
chị để là trong một vài cái giai đoạn đầu của năm học hơn, nghĩa là không có học sinh nó vi phạm những cái này nữa. Xử lý mà không hiệu quả thì nên có một cái biện pháp nào đó cho nó cụ thể, từ tháng mấy cho đến tháng mấy, ví dụ từ tháng 9 cho đến tháng 10. Bây giờ biện pháp nào thì có thể nghĩ cho đương nhiệm ta làm để ta không bị trừ điểm đó. Còn nếu như còn vi phạm thì phải trừ điểm, còn nếu chị thấy trừ vậy thì ít quá thì lại trừ thêm đó, còn nếu nhiều quá thì lại giảm bớt, thì mình phải làm cho việc có tới nơi tới chốn mà phải vậy đó. Vậy thôi, khỏi ý kiến nữa. Thế bây giờ bạn nói bắt nào thì bắt nào, thì nói bắt nào là... Dạ, còn cái nội dung tiếp theo là... Thôi, bây giờ đi đâu không biết đi đâu nữa. 1-15 là của nhân viên thư viện. Thì ngoài những cái mục mà của quy định của nhân viên thư viện thì tôi thấy là chưa có cụ thể hóa để cho nhân viên thư viện thực hiện. Tại vì qua cái này tôi cũng có kinh qua 2 năm thì tôi thấy là trong phần báo cáo của tôi là những cái mà nội dung của thư viện nó liên quan đến thư viện của trường rất là nhiều. Mà tôi thấy nó không có cụ thể hóa, ví dụ như là nhân viên thư viện phải thực hiện bao nhiêu lần giới thiệu sách, bao nhiêu lần trưng bày sách hàng tháng, rồi ngày hội sách nữa. Ngày hội sách là 1 năm một lần hoặc là 1 học kỳ một lần đó, mà trong đây cái tiêu chí của mình là không có quy định cụ thể. Vì thì cái thư viện của mình được xem là thư viện đẹp nhất, xịn nhất tỉnh này, mà hoạt động không có hoạt động gì 1 năm học thì tôi thấy hư phí và nó không có hợp lý lắm. Thì nên bổ sung cụ thể hóa cho cái hoạt động của nhân viên thư viện. Khi mà nhân viên thư viện xây dựng kế hoạch thì phải có cái nội dung này vào là bao nhiêu buổi, bao nhiêu lần giới thiệu sách kết hợp với sinh hoạt ghi cờ, bao nhiêu lần trưng bày sách tại thư viện, nghĩa là 1 lần trưng bày sách thì thường nó kéo dài cả tuần, là thường là 1 tháng 1 lần hoặc là 1 học kỳ 1 lần, rồi cả cái việc là ngày hội sách, ngày hội đọc sách cho học sinh. Ngày hội đọc sách thì không chỉ là diễn ra trong thư viện mà có thể là diễn ra trong sân trường, cả trường vân vân. Thì cái này tôi nghĩ là nên có cái kế hoạch cụ thể, số lượng lần thực hiện cụ thể cho cái phần của nhân viên thư viện. Rồi cái phần mà xây dựng kế hoạch thực hiện đạt chuẩn quốc gia thì phần này chỉ có xây dựng thôi, thì nó lại xây dựng và thực hiện tôi thấy hợp lý hơn. Xây dựng kế hoạch mà để đó không làm gì hết thì nó không phù hợp. Một mấy vậy con? Dạ, một số mấy. Còn cái chỗ mà như 1-16 nhân viên y tế bị thập đỏ, để là nếu xảy ra dịch bệnh, nếu để xảy ra dịch bệnh trong trường thì trừ 5 điểm một lần, dịch bệnh lan rộng trong nhà trường trừ 20 điểm một lần. Cái này nó không khả thi một miếng nào. Ví dụ như đầu năm giờ là có cái dịch đang hỏi mắt đỏ, lớp 11A10 là nó bị hết lớp, vì đâu phải lỗi của nhân viên thư viện, hay là cả năm 2019, năm 2021 là dịch Covid-19 có phải do nhân viên thư viện, do nhân viên y tế không? Thì cái này thì đưa vào đây mà để là trừ điểm của nhân viên y tế rồi, tôi thấy không phải thi, không phù hợp. Tính trừ đúng không? À, ví dụ như không trừ mà học sinh bệnh mà lên không có mặt rồi này kia thì trừ điểm. Chứ cái này mà cái dịch bệnh nó xảy ra, nhân viên y tế 10, nhân viên y tế mà không được thì còn mà không cản được. Cái phần điểm trừ, cái phần di dời giải thi học thi mà nãy nói rồi, cái quy ước chung nói rồi. Cái một cái bổ sung thứ hai, cái ý kiến thứ hai là cái phần đóng góp là dự thảo quy định kèm theo tiêu chí thi đua, dự thảo quy định kèm theo tiêu chí thi đua. Các bạn phải khác nha, dự thảo kèm theo quy định tiêu chí thi đua. Dạ, cái mục số 7 trong cái dự thảo này là có cái ý là kiêm nhiệm, cái chế độ là kiêm nhiệm về nội dung tiêu chí thi đua. Xin lỗi, cái thứ nhất là trong cái dự thảo tiêu chí thi đua có biết hai cái nội dung. Thứ nhất là về thể thức văn bản. Thể thức văn bản thì các cái mục của một con của cái mục mẹ đó nó không phù hợp. Ví dụ như là ngày giờ không là số 1 thì cái con có số 1 là A, B, nhưng qua đến cái số 2 là quy định cách chấm công thì lại 1 nhỏ, 2 nhỏ. Rồi quay lại cái chỗ mà tiếp theo cái mục số 3 là gì đó thì lại AB. Còn đi vào đi. Thì nếu một con của những mục này là AB thì AB hết. Còn nếu như một con của 2 nhỏ thì phải là 2.1, 2.2 chứ không phải là 1.2 nữa. Thì trong phần này là cái chỗ mà quy định cái tỉnh thì phải không phù hợp lại điều chỉnh chỗ này. Cái thứ hai là về nội dung. Về nội dung thì tôi không đồng ý chủ cái nội dung của phần 7 quy định về hiệu quả công tác kiêm nhiệm. Mặc dù tôi cũng có nằm trong cái tác kiêm nhiệm nhưng mà cái nội dung này tôi thấy phù hợp nè. Hôm trước thì cái phần mà
mình chọn hết là bỏ hết một nội dung rồi thì cái phần còn một nội dung nữa vẫn còn để nè. Trong quá trình thực hiện kiêm nhiệm, các cá nhân có nhiều cố gắng phối hợp tốt với các bộ phận liên quan, được lãnh đạo các bộ phận ghi nhận và những không đạt hiệu quả so với quy định thì cuối năm hội đồng thi đua sẽ xem xét để bình chọn và thống nhất hình thức thi đua, danh hiệu thi đua. Vẫn còn cái chỗ là bình chọn cho đến năm học lý thì tất cả đều quy ra điểm hết rồi. Khi mà xét thi đua chúng ta có thể không cần xét, chúng ta nhìn vào điểm chúng ta đang cũng có thể biết là chúng ta đang ở hạng thứ mấy và được xét loại gì rồi, chứ không có chỉ bình chọn gì đây. Tôi xin là bỏ nội dung kia bình chọn này hoặc là bỏ luôn cái nội dung này để quên luôn một này. Dạ xin lỗi. Thầy cảm ơn cô Long. Xin mời cô Diễm. Em xin có ý kiến của cái điểm nhiệm 12 và tỷ lệ tốt nghiệp 12. Nhiều điểm nhiệm. Một mấy điểm cô Diễm ơi. Bây giờ hồi nãy thì có nói là cái gì điểm nhiệm mà 12 là tỷ lệ 100% là được thưởng 300 nghìn. Cái đó là trong cái chế độ bộ, cô đang nói cái chế độ bộ. Cho nên là em hỏi là hàng năm, những năm trước đó thì điểm nhiệm đạt thì được thưởng. Còn giáo viên bộ môn và dạy cùng tỷ lệ cũng được thưởng. Nhớ là 1% là bao nhiêu tiền đó. Em nhìn hoài không thấy hôm nay, chắc không có hôm nay hỏi là năm nay có tiếp tục duy trì hay không? Có nghĩa là cái đó không có trong cái quy chế năm nay, đúng không? Dạ. Ý cô là vẫn duy trì cái thưởng cái mục đó. Đúng rồi. Năm nay. Họ cho giáo viên người ta có động lực phấn đấu. Rồi rồi. Và em không thấy, em chỉ thấy nghe là đạt tỷ lệ là 300 nghìn thôi, còn được tỷ lệ chưa thấy. Đề nghị là báo hiệu xem xét là vấn đề này. Còn một cái nữa là ở trang số 7. Đọc tất cả những gì mà liên quan đến giáo viên chủ nhiệm thì thật là khủng khiếp. Đồ nào cũng bị trần hết. Ví dụ như cái một phần 7.2 là để học tập của lớp chủ nhiệm. Học sinh lớp chủ nhiệm thực hiện tốt phạm vi nhà trường rồi. Lớp có học sinh vi phạm phạm vi nhà trường mà giáo viên chủ nhiệm không xử lý hoặc không với đồng thanh niên ban gì được biết thì hiện trường không có 5 điểm trên lần đó. Rồi cái chỗ này nè, cái chỗ đó cô đồng ý không? Hai là đồng ý. Em không đồng ý. Lý do tại sao không biết, cô giải trình luôn á. Ví dụ như tối với em thì giờ đó được áp rồi cho nên là cái này chắc là không đi ra. Còn trường để nói luôn cái mục ở cái để có được so sánh ở cái mục mà kết quả và hiệu quả giáo dục ở cái mục mà 7.4.2 kết quả học tập học được hạnh kiểm chỗ này nè, điểm trừ hạnh kiểm xếp loại hạnh kiểm là chỉ một học sinh xếp loại hạnh kiểm trung bình còn lại là khá tốt. Ví dụ như một năm mà em có tám đứa đánh lộn học kỳ hai thì bắt buộc là hạnh kiểm có dưới trung bình rồi thầy, nhưng mà chỗ này là giáo viên chủ nhiệm trừ thứ hai lần. Nhờ bên ban thua coi lại cái này, ý kiến là hai cái phần này nó thấy có cái gì đó nó thiệt thòi với những chuyện rất là nhiều. Còn chỗ mà điểm trừ là lớp hạng cuối không đạt điểm chuẩn trừ không có 2 điểm, cái này cũng thiệt thòi với những chuyện nữa. Trong 10 lớp thế nào cũng có lớp hạng cuối à. Cái lớp này cái chuyện này trùng với cái cô thầy Út hồi nãy rồi. Nhưng chứ em đang nói là hai cái là thầy nhờ ban thi đua xem vào cái một cú cái phần nãy là 1.7.2 và cái phần mà 7.42 cái này là cái gì nhiệm với học sinh bị phạm là trừ tới 2 lần. Rồi cảm ơn thầy. Xin lỗi. Cái mục hồi nãy là lớp tiền cuối thì cũng có nói rồi cho nên là không bàn nữa để trùng mọi nội dung mất thời gian. Và bây giờ cái ý của cô là cô nói chuyện chỗ này là trừ 5 điểm là theo cô là không nên trừ hay là trừ như vậy thì nó quá cao thì cô nói rõ quan điểm của cô trong mọi chuyện này luôn. Đây. Là không trừ. Có nghĩa là lớp có học sinh vi phạm tội vi mà giáo viên chủ nhiệm không xử lý hoặc là không phối hợp với đồng thanh niên ban giám hiệu giải quyết cũng không trừ điểm. Để cái chỗ này người ta trừ điểm mà giáo viên chủ nhiệm vẫn xử lý, có xử lý thì có xử lý, ta đâu có trừ. Ví dụ nhiều lần mà xử lý mà nhiều lần học sinh nó vẫn vi phạm thì thì người ta đâu có trừ. Ở đây người ta nói rằng lớp có học sinh vi phạm tội vi
mà giáo viên chủ nhiệm không xử lý hoặc không phối hợp với đồng viên ban giám hiệu giải quyết xử lý thì mới chừng. Còn mình đã giải quyết rồi đúng không, hay là mình phối hợp giải quyết rồi mà nó còn vi phạm lại do mình giải quyết nó không nổi, nó hẳn câu gì đó đúng không, giải quyết rồi không hết được cái vi phạm của em đó thì cái đâu có chừng đúng không, còn cái cách nào mà giải quyết cho hết thì chắc là phong cô Hồng với thầy Cộng chúng làm chủ nhiệm, tôi đảm bảo là chủ nhiệm bảo hết tôi chặt đầu với chúng làm tối cho đấy không rồi. Một là các em không hết, hai là lớp nó hết rồi đó, hứa thì cô làm chủ nhiệm mà tôi xử lý không hết thì chặt cái đầu luôn tôi kê nói cho thầy cô Hồng thẳng với cô có kinh nghiệm. Tại mình chưa làm cho tới nơi đến chốn, còn cái điểm pháp là tới nơi đến chốn như thế nào mà thầy nói có một tiếng hai tiếng tượng hay có cái tới nơi đến chốn, nhưng mà tao nói việc nào mà công tâm khách quan mà trách nhiệm mà không thể nào hết, tao nói thẳng một câu liên dự với thầy cô đúng không, mình có nội quy đàng hoàng, mình có quy chế đàng hoàng, mình có thông tư đàng hoàng, làm gì không hết, không hết thì mời các em về, tôi trả các em về cho các em, đề nghị lên hội đồng bây giờ xử lý xong rồi không được mời em trả gì vậy, nhà trường không dạy nổi em cũng trả em về thì làm gì mà nói chuyện cho nó còn không đồng bộ không vi phạm trong nhà trường này, tại mình không làm cái nơi tới chốn mình không làm quy trình mình không có cơ sở mình xử lý học sinh vi phạm là nó đã có quy trình có các bước đúng không, thôi thì tạm thời chúng ta nói như vậy cho thầy cô hiểu cái chuyện mà chúng ta xử lý tới nơi tới chốn là chuyện có thể hoàn toàn làm được. Thì có gì đó thì mai mốt tôi sẽ đề nghị chỗ của Hồng chuyên môn sẽ có một cái buổi hội thảo về cái chuyên đề là nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong nhà trường, trong đó là làm tốt công tác giáo dục chuyên nghiệp. Và cô Hồng đi ký này để mai mốt ta sẽ có một buổi hội thảo. Tôi thấy cái vấn đề này thầy cô mình cũng còn rất nhiều thầy cô chúng ta cũng còn gặp khó khăn. Tôi hứa thầy cô câu trên tình như vậy đúng không, thầy cô nghĩ như vậy giống như tôi cho thầy cô thử thầy cô suy nghĩ mình làm được không, quá không được à, như vậy thì nó gọi cho cô Diễm hiểu cái này giờ chưa, cô Diễm á coi như lỡ mời cô rồi. Vậy như vậy thì cái ý của cô Diễm cực kỳ luôn.
vị trí có còn còn tạm lại là đề nghị tiếp tục duy trì các tượng trong cái tỷ lệ bộ môn vượt trong cái tỷ lệ một phần của tỉnh. Còn hai ý kiến kia là mình đã chấp rồi, khỏi đi lại đúng không? Mời thầy cô chúng ta tiếp tục. Nhân cái buổi hội nghị hôm nay thì em xin phép được đóng góp hai ý kiến nè. Cái ý kiến thứ nhất là ở trong cái bảng thi đua của chúng ta ở mục 307 hiệu quả giảng dạy thì ở đây trong đây là thấy là điểm mà luôn tỷ lệ thì được cộng đó thì nó hơi cái mâu thuẫn chứ ở cái dự thảo cái tiêu chí mình đưa ra đối với bộ môn các bộ môn ở mục 6 ở bên tiêu chí á. Mục 6 là quy định đối với các môn công nghệ, giáo dục công dân, tinh học, thể dục, quốc phòng là phải đạt tỷ lệ là 90%. Và điểm thường ở bên kia thì điểm là vượt từ 10 đến 50% thì nó cộng là 1 điểm. Như vậy thì từ cái quy định bắt buộc là phải đạt lên 95% này. Và nếu có tăng thì em tăng nữa thì em cũng chỉ có tăng 5% thôi. Như vậy thì những cái môn nghệ khác thì là sẽ không có điểm thường ở trong cái công tác chuyên môn. Cho nên em đề nghị là cái chỗ này sẽ giảm xuống. Nếu đạt từ 5% đến 5% cộng 1 điểm thì nó sẽ hợp lý hơn. Đó là ý kiến thứ nhất này. Cái ý kiến thứ hai cũng liên quan đến công tác của chuyên môn của tổ chức quốc phòng. Thì nhân cái buổi hội nghị hôm nay thì em cũng hết sức rồi chia sẻ với thầy cô chủ nhiệm là có rất là nhiều thầy cô chủ nhiệm làm công tác rất là gần. Tuy nhiên là có rất là nhiều cái khoản mà trừ. Nhưng mà nếu không trừ thì nhiều lớp là chúng ta không thực hiện được, đặc biệt như là cái công tác mà thể dục bây giờ. Cái này là một trong những cái vấn đề mà tổ tụi em là bị nhắc nhở hàng năm, hàng lần họp hội đồng sư phạm đều bị nhắc hết. Thì ở đây em xin phép được đưa vào cái công tác trong cái đường đi đua là cái thêm một cái điểm trừ vào đây, tức là những lớp là tham gia các phong trào trong đó là có luôn cái thể dục bây giờ, nếu các lớp mà không thực hiện thì phải có điểm trừ với kinh nghiệm để thầy cô đồng hành với tổ dục trong việc thực hiện này. Cũng báo với toàn thể hội nghị với thầy cô như những cái buổi mà em làm trực tiếp thực hiện công tác này thì có lớp là nó vắng tới 15, 17 em. Như vậy thì nếu mà chúng ta không tiếp tay thì em bảo đảm là tổ dục có hết trơn 7 thầy cô tổ dục quốc phòng thì ngay cũng không thể nào làm nổi. Thì cái này em xin phép là đưa thêm vào trong cái tiêu chí thi đua là có điều gì về vấn đề này. Đó là hai ý kiến em xin nói. Cảm ơn thầy. Để xin mời ý kiến tiếp theo. Cô Bình. Xin mời cô Bình. Em xin đóng góp một chút xíu là cái phần bản điểm thi đua cá nhân. Thì cái hàng số 1, cái phần quy định chung số 1, phần quy định chung đó về hội họp đó. Thì ở đây em đọc cái chỗ này giảng hiểu theo cái góc độ của em về mới đúng không nha. Hội họp mà hội đồng sư phạm gì đó cho đến cái chỗ là họp chi bộ mở rộng điểm danh lúc kết thúc họp chi bộ thì nếu như mà chúng ta vắng thì tính 2 tiết, còn các họp khác thì tính 1 tiết. Vậy thì cái phần em hiểu là chỉ điểm danh cuối cùng thôi, còn phần đầu vào thì mình không có điểm danh. Nếu mà đi trễ hoặc là người ta dù mình cuộc họp kết thúc 4 giờ mà 3 giờ rưỡi người ta có mặt để người ta điểm danh phần cuối á thì lúc đó thì chúng có mặt thì tính như thế nào? Tại có phải hiểu là chắc tới điểm cuối điểm danh thì mình mới tính trừ. Cái này em hiểu câu nói như vậy nha. Rồi này chút xíu nên nhờ chủ tọa giải thích dùm cho em, coi em hiểu đúng không? Cái vấn đề thứ hai nữa đó là cái mục số 2 của trang số 1 đó. Cái tiêu chí thứ hai đó thì có cái chỗ là đi trễ về sớm khoảng thời gian dưới 5 phút thì trừ không thấy 1 điểm. Từ 5 đến 15 phút gì đó. Như vậy thì cái tình huống xảy ra đó là nếu giám thị đánh trống trễ, nếu em chạy lớp 10 em di chuyển phần 12 thì nó sẽ là dưới 5 phút và em hiển nhiên em bị trừ không phải 1 điểm. Em di chuyển lớp tại giám thị đánh trống trễ, tình huống không rời là có đánh trống trễ, cho nên là các bạn nên xem lại khoảng thời gian trừ. Còn nếu giám thị trực mà đánh trống trễ thì sẽ trừ điểm như thế nào, còn ra số trừ thế nào? Giáo viên ra số thì giáo viên bị trừ, giáo viên vào trễ thì giáo viên bị trừ, nhưng mà vào số ra trễ là phụ thuộc vào anh giám thị, anh đánh trống không phải được ra, không cho
trang số 4 cũng ở phần A nói đó là hồ sơ phần 3.1 hồ sơ sổ sách. Thì một hồi em nhờ chủ tọa giới thiệu chiều nay là sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn, thì em hiểu cái này là sổ họp của cá nhân, không biết em hiểu đúng không? Cái phần mà trang số 4 đó, phần 3.1 hồ sơ sổ sách đó, thì nó có cái chỗ là sổ ghi chép cá nhân. Cái phần này là dòng đầu tiên đó, 3.1 hồ sơ sổ sách, thì nó có là sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn. Rồi xuống dưới cũng có cái ghi trang gặp cái câu đó lại. Chỉ thì cái đó phải là cái sổ họp hay không? Nếu là cái sổ họp thì chúng ta nên coi lại, tại vì trong cái quy định hồ sơ sổ sách thì sổ họp nó không còn nữa. Các em hiểu đúng không nha? Một cái phần nữa là qua trang số 5. Cái phần 3.7 là giáo viên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động câu lạc bộ cộng 1 điểm. Thì em có ý kiến khác anh cũng lại hồi nãy, đó là giáo viên chịu trách nhiệm tổ chức. Ví dụ như tổ em năm nay cô Toàn là chủ nhiệm câu lạc bộ văn học của tổ em. Như vậy khi tổ chức thì sẽ có một sự phối hợp, có thể là thư viện, có thể là các giáo viên trong tổ phối hợp với nhau. Như vậy cộng thì chỉ cộng cho một người tổ chức là cô Toàn, còn những người khác không được cộng, hay là như thế nào, hoặc là con điểm này chia ra trong cái nhóm tổ chức đó hay như thế nào? Nghĩa là cái này chỉ có rõ không? Cái này là chỉ có người tổ chức thôi, vậy thì những người phối hợp sẽ như thế nào? Nếu cộng thì chỉ có một mình là em lấy ví dụ tổ em nghe là cô Toàn là chủ nhiệm, gì thì chỉ cộng mình cô Toàn, nếu như cô Toàn phối hợp với tụi em tổ chức thì nó phải là đi liền một khối hoặc là như thế nào đó, thì tùy cái kế hoạch. Như vậy cộng một người hay là cộng nguyên cái nhóm tổ chức, em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn cô Bình. Em xin phép chút xíu như này, em quên cái tiêu chí thi đua cũ của mình đó thầy, là em đọc cái tiêu chí cũ thầy bảo lên đầu tiên thì nó có một phần là những cái nghĩ mà trường hợp đặc biệt đó, thì nó có tứ thân phụ mẫu mất nằm về hôn nhân kết hôn rồi bản thân kết hôn rồi con kết hôn gì đó, thì sao cái này em không thấy. Với một cái đề xuất nữa là trong cái tình huống như vậy là em lấy từ bản thân em thôi, tứ thân phụ mẫu cái cũ á mất á là được nghỉ 3 ngày không tính phép, không bị trừ điểm thi đua. Nhưng mà ví dụ như những người mà tỉnh như em mà nguyên đi gần đây ở ngoài mất á, mà nếu 3 ngày là ở thăm rồi đó, cái đó là họ em nói em là sai nhất á. Còn những thầy cô đây thì chắc là tỉnh chồng chồng, nhưng mà em tính là cái này là ngoài tỉnh thì chúng ta nên xem lại. Em xin hết. Đó là theo luật của nhà nước, đâu có cá nhân được rồi. Bản nhà nước mới được chứ, theo quy định mới được, đúng không? Chứ còn anh đi tới Mỹ rồi sao? Tôi cho anh đi tới cả nửa tháng luôn à? Dạ, xin bổ sung một tí xíu là hồi nãy có cái ý kiến liên quan đến cái phần dạy cảm, đó là giáo viên chủ nhiệm và dạy thêm học thêm thì tôi nói rõ hơn. Ví dụ như là cái phần dạy thêm học thêm thì nó đã có quy định lâu rồi, nhưng mà giống như là giáo viên giảng dạy mà gần như là không có kiểm tra trường. Giống như là thực tế là trường biết là có dạy nhưng mà mình giống như mắt nhắm mắt mở đấy, nhưng mà nếu như là đã quy định thì quy định cụ thể, còn không thì thôi bỏ cái nội dung đó đi, chứ để đưa vô thì thấy nó rắc rối. Thật ra thì tôi vẫn ủng hộ là việc dạy thêm học thêm, tại vì cái trong trường dạy trong trường hay là dạy ngoài trường, tại vì nếu như không dạy thì bản thân tôi là giáo viên nhưng mà con tôi vẫn đi học thêm, đó là học thêm là nó rớt, học thêm không được làm gì rồi. Ví dụ như cái thứ hai, dạ em ba, cái thứ hai nữa là chỗ giáo viên chủ nhiệm thì có rất là nhiều cái quy định mà giáo viên chủ nhiệm rất là chịu áp lực. Ví dụ như bên cái tiêu chí thi đua của giáo bên đoàn thanh niên đi, thì tôi đọc tôi thấy là có những cái quy định mà tôi thấy không cần thiết, ví dụ như là son môi rồi son móng tay, ví dụ như là đeo khăn con trai đeo khăn tay rồi tóc những tóc đỏ hoặc vàng để cắm, tôi không quy định là cắm thì đương còn là hợp lý. Nhưng mà cái việc mà son môi rồi son móng tay mà giáo viên chủ nhiệm phải đi xử lý mấy cái đó thấy nó à, bây giờ mình bàn tới cái điểm trừ bên kia mình bàn từ đó là qua, bây giờ thấy chỗ nào nói thì chỗ đó nha. Còn cái chỗ mà hồi nãy nói là đưa cái ra cái cách giải quyết cái xử lý học sinh như thế nào, thì tôi xin nhắc lại cái ý kiến này là đã có ý kiến, tôi với cô Bình ý kiến trong cái chỗ mà họp các quỹ hôm trước, đó là thay vì học sinh giáo viên cho học sinh ra ngoài đó, thì cái phần đó là sẽ phối hợp với đồng thanh niên với tổ quan với tổ thư viện là cho học sinh đọc sách và ghi cái nội dung nó vừa đọc được ra.
pháp mà xử lý tôi thấy là rất là hay, mà hôm trước có ý kiến với chỗ thầy rồi đó. Thì bổ sung về cách thầy hỏi là cách giải quyết như thế nào đó, để nghĩ là những cái vi phạm của học sinh đó, là những học sinh vi phạm nội quy đó, nội quy học sinh đó, là cho lên thư viện đọc và nhân viên thư viện sẽ quản lý phần này và cho giới thiệu sách cho nó đọc là đọc cái sách gì và nội dung nó đọc được trong cái buổi mà bị phạt á là cái gì, nó phải ghi ra giấy và cái phần giấy nó ghi ra được đó là thư viện và đọc là hiểu biết của chị thì cái tiêu chuẩn này là một cái giải pháp để giải quyết cho học sinh vi phạm, đúng không? Cái này chúng ta sẽ làm trong cái việc hội thảo tập trung nha. Cái này là đề ra giải pháp nha, để giải quyết cái tình trạng xử lý học sinh vi phạm. Vì lý do này, vì lý do khác thì chúng ta sẽ nói vào một buổi làm việc hội thảo ha. Còn ở đây là chúng ta tập trung lên cái phát triển thi đua, cái nội dung điểm trường điểm cộng đó, có cái nào nó chưa phù hợp, cái nào nó cao, cái nào nó thấp, và quy chế chi tiêu nội bộ, cái nào nó chưa đúng, cái nào nó chưa có đó. Chúng ta không có bàn đá động tới những cái khía cạnh khác đó mà nó lộn xanh đó, là anh em lại có ý kiến trái chiều thì nó đâu lắm rồi. Mời ý kiến thì con tiếp tục, mời mời kiến trúc. Kính thưa bà nghệ, thì anh cũng xin có ba cái ý kiến. Cái thứ nhất đó, bây giờ trước cũng nghe thầy Cập nói bây giờ cách thế giải mà để cộng điểm đó, chẳng hạn như để tan hay là học sinh giỏi thì bây giờ mình quy ước là bao nhiêu người cộng cho mấy nhiêu cái gì, chẳng hạn như giải nhất cộng được 1 điểm hay 10 điểm gì đó, vì nó có 10 người là mình cộng hết cho 10 người, hay là lấy cái số điểm đó mà chia nhau. Rồi một cái ý kiến đó. Cái ý kiến thứ hai đó thì cái này cũng theo cái ý kiến của tôi thôi, chắc anh đề nghị ra không được, nhưng mà tôi muốn cái quan điểm của tôi nói ra đây. Cái thứ nhất đó, theo tôi đó, là cái khen thưởng là mình không giới hạn nha. Nếu như thầy Ngọc mà có đi chơi mình cũng ý kiến lên, cái là khen thưởng là không giới hạn, cái là như anh đạt cái gì thì anh sẽ được cái mức đó. Giả sử như tôi nói chiến sĩ thi đua đi, anh đạt ra cái gì nghe nói anh đạt cái gì thì anh sẽ hưởng được cái đó, chứ bây giờ lấy chi tiêu thì chắc anh sẽ bị lợi. Chẳng hạn như tôi nói bây giờ mình nhìn cái video mình bây giờ đấy, tôi nói là điều xuất sắc đi, thì trong cái dạng hiệu trưởng thì người ta làm cực, rất là cực luôn, mình có như ông hiệu trưởng người ta chung năm luôn không chưa được xuất sắc, cái đó tôi nói thật. Và chẳng hạn như cái dạng đội trưởng thì tôi nói cái chung năm mình chưa chắc thì thằng đội trưởng đó nó được xuất sắc. Cho nên bây giờ nếu đi được cấp trên thì mình nói là bây giờ anh đặt cái chỉ tiêu gì đi, tôi phấn đấu tới tôi đạt cái đó là tôi sẽ được, cho nên có thể trường tôi được nhiều người yêu xuất sắc thì tôi sẽ được. Đó, chứ mình không có đặt ra cái chỉ tiêu như thế này mình thấy. Rồi một cái nữa tôi cũng đi với thầy cô là thi đua với ganh đua nó cũng chênh lệch với nhau rất là gần. Cái đó là tôi nói thật. Chẳng hạn như bây giờ đối với thi đua, chẳng hạn như tôi làm việc thực tế, thực lực của tôi làm, thì nếu như tôi dạy đúng chỉ tiêu, đúng thực lực là tôi coi như thi đua tôi bỏ, giống như năm rồi. Ví dụ như bây giờ học sinh mình nó yếu thì cái tỷ lệ nó bao nhiêu đó là mình không thể nào mà nâng lên được, vì cái lương tâm mình nó là gì, nâng thì nâng cũng chút đỉnh thôi, nhưng mà theo cái thi đua mình năm rồi đó, tôi thấy là cái này là canh đua chứ không còn là thi đua đó. Tôi nói thật mà nói vậy. Ví dụ như cuối năm anh cộng 40 điểm, tôi làm được bao nhiêu để tôi cộng được 40 điểm đó nếu tôi dạy thật. Rồi khi mà tôi dạy thật đó thì nó sẽ kéo thêm một cái lọt nữa. Hạn như tôi không được nâng lên chức hạng, mấy tôi đâu được thi đua đâu, tôi dạy thật cách trong năm trời tôi dạy, tôi có không được cái gì cho nên tôi không được nâng lên chức hạng. Giờ tôi nói một cái điều vấn đề rất là tế nhị, thầy Ngọc cũng biết. Cái hạn như tôi nói cái tăng lương hạng 2, trường mình được bao nhiêu người tăng lương, mình so với các trường khác ra được bao nhiêu, thì cái trách nhiệm này tôi nói là của ai do ai. Ở đây giống như mình thật sự ra tôi là không phải là tôi muốn phấn đấu, không phải là muốn làm, nhưng mà làm thì cũng có được cái gì không? Thật sự mà nói như vậy đó. Và khi nhìn những người khác thì đúng là có đóng hiến chứ. Bởi vì thật sự là mình dạy cũng là đồng tiền, chủ yếu là thu nhập. Thì thật sự mình nhìn lại cái này mình nhiều cái mình cũng thiếu sót. Mình cũng đã đóng hiến rất là nhiều. Không ai cũng đóng hiến. Thì những cái người làm trong nhiệm vụ đó, nghĩa là cái quyền lợi của anh em đó, thì cố gắng mình làm như thế nào để cho anh em được hưởng lợi là làm mức tối đa.
Rồi cái đó là cái ý thứ hai của tôi. Rồi cái ý thứ ba đó thì thanh tra nhân dân đó thì tôi cũng đã làm rất nhiều năm rồi. Thì thầy Lập năm nay cũng mới có báo cáo lần đầu tiên, thì tôi thấy cái báo cáo của thầy Lập đó thì thầy bảo tôi xem lại coi đúng không. Chỉ hạn như tôi nói một cái điều thôi, tổ trưởng thầy Lập nói là hạn chế về cái việc là lưu hồ sơ, nhưng mà thầy Lập có kiểm tra chưa các cái tổ trưởng có lưu không. Dễ thì tôi chấp nhận, chẳng hạn như khoa học mỗi lần kêu báo cáo dễ thì tôi chấp nhận, nhưng mà những lần đủ chẳng hạn như hàng năm mình đều có thứ đua chứ mà tổ trưởng nào có thứ hồ sơ đâu. Vâng, nên cái báo cáo thầy Lập tôi nãy nghe không có sơ thôi, tôi không có hết, nhưng mà cái hạn chế của thầy Lập rất là nhiều. Nhưng mà khi mình báo cáo thì cho như thế là nó nhiều cái nó chưa được đó, cho thế mình xem lại. Rồi chúc các bạn đi. Rồi, cảm ơn Hạnh Trung. Xin mời bây giờ đề nghị với thầy cô, chúng ta có ý kiến một lần thôi. Bây giờ thầy cô nghiên cứu cho nó kỹ đi, tại không có thời gian mà mình quay tới đây luôn nhé. Rồi. Rồi chút xíu nữa thầy bảo sẽ trả lời nghĩ rằng cái nào là có hai cái file nó không đúng nhau. Rồi báo cáo thầy cô cố gắng chúng ta một lần thôi, và một lần thôi nha. Đâu đủ là vô mình nghiên cứu cho nó không có trước giờ mình bao nhiêu lâu rồi đó, đâu phải là ở đây sao biết cái này người ta ngồi ta đợi mình một hồi mình phát hiện thôi đúng không. Đâu bao nhiêu người ta ngồi đây đang đợi mình chút xíu phát hiện, chút xíu phát hiện sao nói gì không được. Rồi mà thi cái thầy cô mời cô ta nãy giờ thì các thầy cô cũng sẽ có góp ý cho cái quy chế đi trên toàn bộ. Thì chỗ mà thầy tâm có bổ sung thêm thì ngay tập luyện cho giáo viên Phật giáo Việt Nam, thì cái này là cũng ghi nhận ý kiến của thầy là sẽ được bổ sung vào trong quy chế đi trên toàn bộ. Còn ý kiến của đồng thanh niên là cái mức trợ cấp Tết là 500.000 đồng, thì đây là cái mức theo quy định của ủy ban tỉnh, cho nên là trường cũng không thể nào mà nâng lên được. Còn cái ý kiến của bên tổng thanh niên đó là chỗ điều 15 là bổ sung thêm cái chi hỗ trợ cho đại hội đoàn thanh niên, thì cái này mấy chương trình trước em cũng đã làm và nộp cho cô bạn là đã từ chối, cho nên là đã chuyển cái chỗ cái kinh phí mà hỗ trợ cho đoàn thanh niên á sẽ chuyển từ kinh phí hoạt động của đảng giống như mọi năm. Còn về phía của cô Lao đó là chưa có ý kiến là chưa cái nội dung mà chi tiền tập luyện văn nghệ giống như là chi hội nào thì chưa có văn bản nào quy định, cho nên là ý kiến là chắc nên sẽ không thể mà dẫn chế thì như là bộ thì mình chi cái gì mình phải có văn bản hướng dẫn thì mới được chi. Còn về phía chỗ cô Diễm có ý kiến là giáo viên bộ môn đó, lớp 12 mà học sinh đạt chỉ tiêu tốt nghiệp trung học phổ thông thì trong quy chế có để là từ bằng hoặc là cao hơn mức bình quân chung của tỉnh thì hưởng 400.000. Nếu như mà chi vượt hơn nữa thì mình sẽ chi sai cái quy định của thi đua khen thưởng, mức tối đa là lúc trước là tối thiểu là 447.000 và hiện giờ là 540.000. Và cái quỹ khen thưởng này mình cũng phải cân đối từ cái quỹ khen thưởng của trường, mà sau khi cuối năm mình tiếp cận quỹ mình mới có cái nguồn kinh phí này để khen thưởng. Trời pháp ơn cô Hằng. Cô Hằng ý kiến của Hằng cũng đã thay mặt cho hội nghị hôm nay trả lời những cái vấn đề có liên quan tới cái công tác khen thưởng. Thế à? Thì thằng cái nào mình đã giải quyết rồi thì trước chúng ta không có lại. Còn về mặt trách nhiệm chúng tôi cùng với các đồng chí sẽ ngồi lại
mình đã chốt hôm nay rồi thì mình sẽ ngồi lại mình sẽ bổ sung vào đó. Thì cố gắng là chúng ta trong kỹ nhất là trong 15 ngày làm việc thì chúng ta sẽ hoàn thành cái tiêu chí cho chúng ta là thống nhất hôm nay nha. Đây còn thầy cô nào có ý kiến nữa không? Dạ nếu như không có thì thầy cô hết ý kiến đúng không thầy cô? Hết ý kiến bây giờ chúng ta quay lại là chúng ta trả lời nhé. Rồi mời các cậu bậc chuyên môn và các đồng chí trong ban giám hiệu trả lời trước được các ý kiến có liên quan. Hãy xin trân trọng kính mời cô và cô đồng.